Thưa quý vị, hưởng ứng theo chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thì mới đây, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence Ting và công ty Phú Mỹ Hưng đã trao tặng 12 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo ở xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Nhiều năm qua, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã không ngừng nỗ lực nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới, cải thiện cuộc sống của người dân, hướng đến mục tiêu cao hơn của chính phủ là giảm nghèo bền vững. Theo đó, thì xã Thanh Bình đã có bước tiến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ nếp bè hiệu quả thấp sang thanh long và phát triển mô hình nuôi bò vỗ béo. Dù vậy, thì ở xã vẫn còn một số hộ gia đình sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa sập xệ, thiếu đất canh tác, mất sức lao động. Nhà thì nhà cột xi măng, dách bằng cây tạp, cây ở trên, đồng cái trên thì cũng cây tạp, lá thì lá khé, lợp lá khé hồi xưa, năm 60 lợp lá khé. Nói về hoàn cảnh phát triển kinh tế của xã Thanh Bình hiện nay cũng còn là gặp khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cũng còn cao, chiếm là 1,8% so với dân số. Thì trong đó thì có 12 cái hộ mà đặc biệt là khó khăn về nhà ở. Thấu hiểu những khó khăn đó và cũng xuất phát từ một người con ở xã Thanh Bình, anh hùng lực lượng vũ trang Trung tướng Nguyễn Việt Thành đã ra sức vận động nguồn hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence Ting với sự tài trợ kinh phí của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng là 600 triệu đồng. Theo đó, 12 căn nhà đại đoàn kết đã được xây dựng thành công bởi chính sự nỗ lực của những chủ hộ và sự hỗ trợ sát sao của chính quyền địa phương và Quỹ Lawrence Ting. Giờ xuống đây tôi viết sẵn một cái quy trình làm gì. Tôi tham khảo với xã là xã phải chịu trách nhiệm cho chúng tôi là chọn đúng đối tượng. Hai là khi dân người ta chọn địa điểm để xây nhà thì xã phải giúp chúng tôi là xem coi nơi đó có cản trở giao thông hay không. Cái thứ ba nữa tôi đề nghị là không biết 50 triệu này có đủ hay không, cho nên mình đề nghị là nếu gia đình nào mà có tiền một chút nào nữa bỏ thêm để cho cái nhà nó tốt hơn thì chúng tôi cũng chấp nhận. Như vậy chứ mới có cái nhà người ta có thêm tiền, bà con có cho thêm tiền cho cái nhà nó mới nhiều hơn. Và cái cuối cùng ấy, là chúng tôi đề nghị rằng mỗi nhà phải có anh đầu, chúng tôi mới gặp hết tất cả anh đầu. Thì cuối cùng ở đây rất là hay là mỗi nhà đều có một anh đầu riêng và thống nhất với nhau là mua vật tư ở một chỗ. Giá như vậy mình biết được. Và tất cả vật tư là nhà như thế nào mỗi gia đình đều nắm bắt rất rõ. Ngoài ra, Quỹ Lawrence Ting và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng còn trao thêm những phần quà ý nghĩa như một sự động viên về tinh thần và nâng cao ý chí vươn lên, thoát nghèo của các gia đình khó khăn. Tại buổi lễ, 12 hộ gia đình đã chính thức hoàn tất thủ tục nhận nhà trong niềm vui mừng và cả những giọt nước mắt vỡ hòa. Đây được xem là mốc son mới của xã Thanh Bình trong việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo lớn nhất từ trước đến nay. Cô rất là vui mừng, vui dữ lắm. Được cái mái ấm nghĩa tình là rất là sâu đậm, nhớ hoài và nhớ mãi không quên tới ngày mất. Các mạnh thường quân cho được cái nhà tôi cũng mừng, rất mừng dữ lắm. Đặng có che nắng che mưa. Chính sách đó là xóa đói giảm nghèo thì được đảng, nhà nước cũng phải nói nhiều năm qua hết sức quan tâm. Nhưng mà mỗi năm thì kinh phí vận động thì hết sức là gặp khó khăn. Mỗi năm thì xây dựng chỉ 1-2 căn à. Mà đặc biệt năm 2019 năm nay thì được là quỹ cộng đồng đã giúp đỡ cho là hỗ trợ cho 600 triệu đồng để mà xây dựng là 12 cái căn nhà cho cái hộ nghèo. Đây phải nói là cũng giúp cho cái đơn vị xã Thanh Bình cũng là hoàn thành được cái chỉ tiêu là xóa hộ nghèo để mà nâng chất cái tiêu chí là xã nông thôn mới. Được biết, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence Ting là dự án của Tấm Lòng, được thành lập từ tâm nguyện của vị cố chủ tịch tập đoàn City&D và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng. Trong hơn 10 năm qua, Quỹ đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực và ý nghĩa hỗ trợ cho cộng đồng trên cả nước trong lĩnh vực giáo dục và y tế, góp phần vào sự phát triển an sinh xã hội.